Với phương pháp đầu tiên thì dễ bị sao kim hơn, nhưng mà mới mà các bạn cứ ưu tiên luyện tập với phương pháp đầu tiên cái đã. Sau một thời gian quen và cảm nhận đầu tiên tốt thì các bạn có thể tới với phương pháp thứ hai này, đó là cố gắng nhấc cây kim thật thấp. Chào các bạn, Jolie đây. Chào mừng các bạn đã tới với livestream hàng đêm của Jolie vào đúng khung giờ 21 giờ. Và chủ đề của ngày hôm nay đó là các kỹ thuật về kim một. Tại vì kim một á, thì mỗi người kỹ thuật viên á, sẽ có cách đi khác nhau, và cũng có thể là tùy vào từng vùng, đi dành cho môi, đi cho mày, đi cho mí, thì cách chúng ta kiểm soát đầu kim cũng sẽ khác nhau. Thì các bạn có thể tham khảo cái livestream này của Jolie để có thể chúng ta đi cho những cái vùng da chúng ta cần thiết cho vùng da, vùng nhanh bám hơn. Và Jolie sẽ sử dụng là máy thần thánh. Nếu như mà các bạn mới bắt đầu luyện tập á, thì Jolie thấy là máy thần thánh là một cái máy mà có giá thành nó phải chăng, giá thành nó rẻ và những cái hạt mực á, nó tơi, nó tự nhiên. Thì các bạn có thể tham khảo về dòng máy thần thánh này. Và Jolie sử dụng cục ổn áp chỉnh về tốc độ 3V để dễ tạo hạt hơn. Ở cái phương pháp mà nhấc đầu kim cao như thế này á, thì các bạn sẽ sử dụng lực ngón tay giữa đẩy lên, trỏ đẩy xuống. Đây. Như thế này thì sẽ giúp cho các bạn tránh bị động mực hai đầu. Thì khi các bạn bắt đầu luyện tập với nghề phun râm thì Jolie vẫn hướng tới kỹ thuật này, tránh bị động mực. Tại vì động mực hai đầu là sai rồi, sẽ tổn thương da. Dùng ngón út làm trụ, sử dụng ngón tay giữa đẩy lên, ngón tay trỏ đẩy xuống, giữa đẩy lên và ngón tay trỏ đẩy xuống. Với phương pháp này sẽ phù hợp với những cái vùng mà các bạn cần nhạt. Cái vùng giống như là đầu chân mày này, giống như là phần viền môi, hoặc là những cái màu khó giống như là màu trắng này, màu vàng chanh. Những vùng mà giống như các bạn cần xóa, giống như là phần thừa của chân mày hoặc là phần mép ngoài của môi mà các bạn dùng màu trắng. Như bên Jolie á, thì Jolie sẽ ưu tiên sử dụng màu trắng, tại vì màu trắng xóa rất là hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo dòng mực roi bên Jolie thì chỉ cần dùng màu trắng để xóa là đã sạch cái vùng da đó rồi. Các bạn nếu như mà đang ở xa chưa thể tới với lớp học á, thì các bạn có thể đăng ký khóa học online bên Jolie thì cũng sẽ sắp xếp y chang giống như lớp học trực tiếp. Các bạn có thể luyện tập ngay tại nhà, lúc nào rảnh rỗi các bạn có thể luyện tập. Và các bạn nếu như mà muốn đăng ký lớp học trực tiếp của Jolie, do Jolie trực tiếp đứng lớp, thì các bạn có thể đăng ký với Jolie và liên hệ với Jolie nha. Nhưng mà nếu như mà các bạn đi lắc tay quá nhanh thì hạt mực cũng sẽ bị xước với phương pháp này. Lắc tay nhanh là như thế nào? Đây. Cái tiếng này là tiếng đi không có đúng. Cho nên nếu như mà các bạn muốn cho cái hạt mực của mình nó tròn, nó tự nhiên, thì các bạn đi chậm thôi. Và để hạt mực nó tơi và dễ luyện tập, các bạn có thể chỉnh cục ổn áp về tốc độ là 3V. Phương pháp tiếp theo, phương pháp thứ hai, chúng ta sẽ đi vẫn nhấc đầu kim nhưng mà nhấc rất thấp. Với phương pháp này sẽ giúp cho cái vùng da đi nó được đậm hơn, nhanh bám hơn, tiết kiệm được thời gian làm hơn rất nhiều. Nhưng mà ở đây Jolie vẫn có nhấc đầu kim nha, nhưng mà nhấc rất là thấp. Phương pháp này thì đòi hỏi các bạn phải luyện tập khá lâu thì mới làm được, chứ mới đầu mà các bạn làm mà nhìn theo Jolie mà đi theo á thì đôi khi nó khá khó. Và hiện tại Jolie đi bằng kỹ thuật này rất nhiều, dành cho cả môi, cả mày, cả mí đều đi được cả. Nhưng mà phải luyện tập rất nhiều thì mới làm được. Với phương pháp nhấc kim thấp này sẽ giúp cho vùng da nhanh bám hơn, bong ra được đậm hơn và giữ màu được tốt hơn. Và ngay cả phương pháp này chúng ta vẫn có thể đi dành cho đầu chân mày này, những vùng xóa đều được cả. Nhưng mà đòi hỏi các bạn phải luyện tập thật nhiều thì sẽ giúp cho vùng da đi nó nhanh bám hơn và tránh trường hợp bị sao kim. Với phương pháp đầu tiên thì dễ bị sao kim hơn, nhưng mà mới mà các bạn cứ ưu tiên luyện tập với phương pháp đầu tiên cái đã. Sau một thời gian quen và cảm nhận đầu kim tốt thì các bạn có thể tới với phương pháp thứ hai này, đó là cố gắng nhấc cây kim thật thấp đi, nó gần giống là cái đầu kim nó gần giống như là song song trên bề mặt da. Nói về ưu điểm của từng phương pháp nha. Với phương pháp đầu tiên á, thì khi mà các bạn luyện tập theo hình quả lắc thì chắc chắn là không bao giờ bị động mực hai đầu cả. Khi này lực đổ vô giữa. Nhược điểm đó là khi mà các bạn nhấc đầu kim quá cao thì đồng nghĩa với việc nhấn cái kim sâu xuống da hơn. Nhấc kim quá cao đồng nghĩa nhấn kim sâu, các bạn không kiểm soát được lực tay thì sẽ dễ bị lộ đoạn nối hơn này, rồi cái vùng da đi dễ bị sâu kim hơn, rồi lớp màu nó lại không có đều bằng. So với cái độ bám màu á, thì phương pháp đầu tiên này á, nó lại không có bằng. Cho nên mới vào nghề thì không sao hết, các bạn có thể ưu tiên với việc mà luyện tập theo phương pháp hình quả lắc. Và ngay cả các bạn học viên học trực tiếp tại lớp học của Jolie, mà Jolie đều hướng tới phương pháp này, đó là phương pháp nhấc cây kim cao, luyện tập theo hình quả lắc, dùng ngón tay giữa đẩy lên, ngón tay trỏ đẩy xuống, cảm nhận đầu kim. Quen rồi á thì các bạn ưu tiên qua phương pháp thứ hai của Jolie. Ưu điểm đó là giúp cho vùng da này nhanh bám, bông đậm, giữ màu tốt và không hề kén tất cả các màu. Ngay cả phương pháp xóa bằng màu trắng các bạn có thể sử dụng phương pháp này được luôn, các bạn chỉ cần đi thư ra là được. Và nhược điểm đó là nếu như mà các bạn đi không có chắc thì rất dễ xảy ra tình trạng là động mực hai đầu. Như vậy là sai, không có chính xác, sai nha, đó là không có đúng. Đi mà động mực hai đầu là chắc chắn là sai rồi, khi này mực nó sẽ đổ về hai đầu, ở giữa nó không có bám, lốm đốm cái lớp màu, đi bị lột đoạn nối, không có chính xác. Các bạn sẽ thấy là cái máy của Jolie sẽ đứng yên và Jolie sẽ sử dụng cái ngón út ngón út hơi nhúc nhích một xíu, đầu kim song song so với bề mặt da. Chúng ta sẽ đi lại kim trên da và cảm nhận ngọn kim, tránh bị động mực hai đầu là không có chính xác. Và với những cái vùng mà các bạn thấy khó quá thì các bạn có thể theo phương pháp là một chiều. Thì phương pháp đầu tiên vẫn là chúng ta dùng ngón tay để chúng ta lắc máy. Thì khi mà dùng ngón để lắc thì chúng ta sẽ sử dụng lực của ngón tay trỏ đẩy xuống. Đây, với những cái vùng mà các bạn đi khó giống như là đầu chân mày này, các bạn sợ bị đóng khung này, bị đậm ở phía đầu, thì các bạn có thể đi theo phương pháp một chiều. Một chiều thì nó dễ hơn, tuy nhiên nó lâu hơn, và chúng ta chỉ áp dụng đối với những cái vùng mà chúng ta cần nhạt, tránh bị đậm, bị đóng khung ở phần đầu chân mày. Hoặc là phương pháp thứ hai, chúng ta vẫn có thể đi một chiều, giống như Jolie này đang đi một chiều. Phải luyện tập thì nghĩ cái gì thì mới đi được như vậy, chứ không luyện tập thì đi cũng không có được đâu, mỗi ngày. Thì đây là kết quả sau khi mà Jolie đi xong. Thì khi mà chúng ta đi đúng thì các bạn thấy là bề mặt da nó rất là mịn, chứ nó không có bị xước hạt mực, không bị động mực hai đầu. Nếu như các bạn đang tìm hiểu với nghề phun xăm, các bạn những cái thao tác chúng ta làm trên người thật, cách mix màu, cách đi mà dành cho phương pháp tạo hạt, hoặc là cách mà chúng ta làm trên người thật, thì trong cuốn sách phun xăm bên Jolie có hướng dẫn đầy đủ từ A tới Z về kỹ thuật về nghề phun xăm. Các bạn có thể tham khảo với cuốn sách phun xăm bên Jolie. Cuốn sách này là do Jolie trực tiếp biên soạn và trong Jolie thiết kế cơ dấu của nhà xuất bản Lao Động nha. Và cuốn sách này là Jolie đã bán được hơn 1000 cuốn sách rồi và đã tái bản lần 2. Jolie có chỉnh sửa thêm một số nội dung để mà hay hơn, hữu ích hơn, và sắp xếp những nội dung nó cho các bạn dễ quan sát và dễ học, dễ đọc hơn. Đây, cuốn sách phun xăm thẩm mỹ từ A tới Z bên Jolie. Thì trong cuốn sách này Jolie cũng có hướng dẫn về cái cách mà mix màu, thời gian ổn định da môi. Và về phần nguyên lý màu sắc thì các bạn có thể tham khảo cuốn sách bên Jolie. Cuốn sách này thì Jolie đang bán với mức giá là 500.000. Bạn nào mà muốn tham khảo về cuốn sách này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Jolie nha.